Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, trong sáng nay, khu vực phía Tây Bắc Bộ trời nắng ráo, nền nhiệt cao 31-33 độ. Với khu vực phía Đông Bắc Bộ, trong sáng nay có mưa, chưa tạm giảm, trời hứng nắng, nền nhiệt ngày sẽ tăng lên mức 29-31 độ. Đến chiều và tối nay, ở khu vực phía Tây Bắc Bộ cũng như các tỉnh, thành phố ở khu vực phía Đông Bắc Bộ sẽ chịu tác động của một hình thái thời tiết mới, đó là một khối khí mát mới từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Dưới tác động của khối khí mát này, cộng thêm ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên mực 1.500m, ở khu vực Bắc Bộ trong tối và đêm nay trở đi sẽ có mưa rào và dông. Trong đó, khu vực Trung Du và vùng núi phía Bắc sẽ có mưa vừa, mưa to và dông mạnh. Kèm theo đó là nguy cơ cao về tình trạng lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh, cũng như nguy cơ về tình trạng trượt lở đất đá. Những cơn mưa dông được dự báo cũng xuất hiện về chiều tối, đêm và sáng sớm ở các tỉnh phía Bắc của Trung Bộ, bao gồm các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Quảng Bình. Còn trong ngày, khu vực này có nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động từ 30-33 độ. Khu vực từ Quảng Trị xuống đến Bình Thuận, khoảng thời gian từ sáng cho đến chiều phổ biến trời nắng, cục bộ có nơi nắng nóng nhưng cường độ không gắt. Dự báo nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực này dao động trong khoảng từ 33-36 độ. Ở Nam Bộ với Tây Nguyên, trong ngày hôm nay cả hai khu vực đều có nắng từ sáng, nên nhiệt độ có xu hướng tăng cao hơn so với ngày hôm qua. Dự báo ở khu vực Tây Nguyên, nhiệt độ phổ biến từ 32-34 độ. Còn đối với khu vực Nam Bộ, nhiệt độ cao hơn, dao động từ 33-36 độ. Nắng nóng xuất hiện diện rộng ở khu vực miền Đông của Nam Bộ, cũng như cường độ nắng không quá gắt. Thời gian nóng trong ngày cũng thu hẹp lại, chỉ còn xảy ra từ 11 giờ trưa cho đến 15 giờ chiều. Đến chiều và tối nay, ở khu vực phía Bắc của Tây Nguyên cũng như là khu vực miền Tây của Nam Bộ có khả năng xảy ra mưa rào và dông. Tiếp tục cần phải đề phòng với hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trên biển, ở vịnh Bắc Bộ, sáng và đêm nay có mưa rào và dông rải rác. Khu vực phía Bắc của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió hướng Đông Bắc đến Đông cấp 4. Khu vực giữa và Nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, gió nhẹ. Các vùng biển đều ít mưa dông, tầm nhìn xa trên 10 km. Và sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.